Xin chào các bạn quay trở lại với S Channel và đây là S Reaction. Okay. Hôm nay thì bọn mình sẽ react một cái trend trên TikTok dạo gần đây, đấy chính là cơm 5.000 dành cho 5 người. Đúng rồi, ăn thoải mái vô tư luôn nha cả nhà ơi. Bắt đầu luôn này. Chưa xem luôn nhá, chỉ biết cái trend đó chưa xem. Thế á, thế là mày phải xem luôn, mày sẽ trầm trồ. Bởi một cái sự, đúng rồi, một cái sự là tính toán chi li trong gia đình rất chi là... Một người đàn bà của gia đình. Đúng rồi, okay. Bắt đầu luôn nè. Tiết kiệm có nhiều cách, điển hình nhất là canh hot sale vào các dịp cuối tuần từ 6 đến chủ nhật tại 7S để mua được Redmi Note 11 với mức giá chỉ từ 3,8 triệu đồng. Hôm nay em dẫn mọi người đi chợ nhé. 5.000 có người bán à? Thế mà không có người bán đấy. Cầm 5.000 ra chợ, bánh trò ở đấy mà mua 5.000 tiền thịt. Em đoán là chị mua cả tảng này. Đấy thì... Cơm hôm nay chỉ có 10.000 thôi mọi người nha. Em mua 5.000 thịt và em sẽ cho vào xào, vào rang nhé mọi người. Trời ơi, sẽ cắt siêu rồi. Do vì thịt nó cắt được nhiều rồi. Đây thì thăn nha mọi người nha. Em thái thịt ra này. Còn mấy miếng ở chảo nữa, mọi em ăn vẫn còn đấy. Muốn bữa cho vào rang chung luôn. Bái trung bình là tầm 5 đến 10.000 nhưng mà vẫn dư thịt để bữa hôm sau ăn tiếp. Nể nha. Thật sự luôn nha. Đúng là ăn vô tư thoải mái nha. Hồi xưa em ăn vẫn còn đấy. Hồi xưa em ăn vẫn còn. Thêm một ít mỡ vào. Không, theo kinh nghiệm nấu ăn của em thì nên vớt ra xong rồi tí mà thịt của mình nó chín rồi thì cho cái đống thịt cũ vào thì nó sẽ nóng đều. Rồi rang lại thì nó khô. Cải là 10.000. Thêm tiền hành thì sao? Thịt chín rồi thì em cho thêm một ít hành vào cho nó thơm. Hành thì chắc ở nhà. Món này đối với người ăn vô tư nha mọi người nha. Một bát nước rau. Một vô tư nha cả nhà ơi. Hợp lý. Hợp lý, có cả món mặn, món canh, món rau, đồ đủ cả. Đến rồi ăn vô tư á. Vô tư nha, bước sau còn thừa mấy miếng xong rồi rang tiếp này. Thực ra thì bữa cơm này không thể tính là bữa cơm 10.000 được bởi vì chị còn thịt từ cũ mà, đúng không? Còn nếu mà thịt chị mua 5.000 thì không đủ chị ăn. Nói chung là anh nghĩ là nếu mà 5.000 thì chắc là được... Một phần tư chỗ này thôi. Trả được một phần tư chỗ này đâu, để chắc chắn là điều. Còn chưa tính tiền hành này, chưa tính tiền măng này. Không, hành cứ để ra vừa thái. Bây giờ đâu ở quê thì không có tiền hành. Thế mình có thể hình dung được là chị sẽ nấu như thế này. Tức là tiền thịt 5.000 và tiền nước mắm cũng 5.000 luôn. Không, tiền thịt 5.000, tiền nước mắm 15.000. Tức là chị cho một đống thịt vào, chị cho một đống nước mắm vào. Cho mặn mặn. Hồi xưa các cụ là hay gọi là muối con cua, cà pháo, thứ cho thật mặn lên. Mặn lên ăn, thật là nhiều cơm. Nhưng mà đúng không? Đúng không? Ừ, đúng rồi. Ê, hóa ra mình cũng là một người có sự tính toán, người cũng trong gia đình đấy. Em nghĩ chắc chắn không thể nào là 10.000 đối với chị nghĩ. Rẻ nhất chị nghĩ cũng phải 20.000. Nếu như mà tính ở trên đất Hà Nội, rẻ nhất là 20.000. Tức là 1-2 người ăn thôi thì còn chấp nhận được. Còn suất này mà 4 người ăn thì chắc chắn là không thể. Nếu mà là cô bán thịt ở chợ, nhà chị là cô ấy mắng thôi đấy. Đúng rồi đấy. Nhà mình trong cái ngõ, trước cái ngõ nhà mình là một cái chợ. Chợ buổi sáng, chợ cóc ấy. Nói cho mọi người biết nhá. Mọi người mà mang 5.000 ra để mua thịt trước ngõ nhà mình ấy thì các bạn bị chém luôn. Chém luôn chứ không có chuyện nhẹ nhàng. Người ta cầm luôn con dao nhá, người ta đuổi mày. Thích 5.000 không? Mấy 5.000 không? Mày đùa tao à? Đùa tao à? Có thể mọi người không tin nhưng đây là bữa cơm 5K. Tôi không tin bữa hôm nay thì em sẽ làm món là nhưng mà chị cứ kiểu bốn năm người vô tư là không biết có vô tư được không? Không hề vô tư được. Vô tư cái nha chị nha. Loại này thì cũng chưa phải là loại ngon. Em mua 2 cây là 4.000 đấy mọi người. Nó chỉ được nhỏ vậy thôi. Em buộc nó lên chắc chắn rồi. Khi mà chúng ta có 2.000 đúng không ạ? Đây là 4.000 đấy mọi người. Khi mà chúng ta có 2.000 ấy, chúng ta không thể đòi hỏi được một cái lạp xưởng ngon ấy cả nhà. Mà mua được cái lạp xưởng với giá 2.000 đã rất chi là thần này, rất chi là thần kỳ rồi. Nó chỉ nhỏ nhỏ vậy thôi. Em buộc nó lên xong rồi nào em cắt nhỏ mang đi sang để cho ba bé nhà em nó ăn cơm nha mọi người. Nhìn vậy thôi nhưng mà nhiều lắm đấy. Ăn không hết luôn. Lạp này thì em rang nó lên cho một ít mỡ vào. Ăn được cơm thì ngon cực kỳ luôn. Bây giờ em đổ ra đĩa này. Đoạn cơm thôi mọi người ơi. Thực ra là ngay cách chế biến chị cũng chế biến rất đơn giản đấy. Chị không hề chế biến kiểu phức tạp đây làm gì cả. Bát nước lọc để chan cơm. Ủa nước lọc để chan cơm. Mọi người không có điều kiện nữa bữa mình có thể làm cách này. Vừa rẻ lại vừa ngon luôn nha mọi người. Em mà còn vợ chồng nữa đúng không? Vợ chồng nữa. Nhưng mà đây em nghe chị bảo là cho hai bé ăn. Mà tại sao lại kiểu rất là thiếu dinh dưỡng nhá. Rau thì không có, chỉ là măng gì nữa? Măng ngâm. Măng ngâm nhá. Mà nếu mà em và trẻ con em không ăn được măng ngâm này. Xong lại còn nước lọc. Nước lọc để chăn cơm. Trời ơi nhưng mà... Anh thấy cái này chắc làm gì có lạp xưởng nào 2.000. 2.000 thì ăn cái gì hả rồi đúng không? Ăn bột à? Ăn bột tẩm à? Bột cũng không tới 2.000 thì đấy. Mà tại sao lại cho nước lọc với cơm? Trời nó nhạt nhẽo không thể chịu được ấy. Thực ra em có xem trên clip, các clip ngày xưa thì ví dụ sinh viên thì cũng có thể là ăn nước lọc chan cơm nhưng mà cái nước lọc đấy người ta sẽ cho thêm mì chính hoặc là bột canh vào ấy. Đấy. Kiểu đây là quê rồi chứ cái gì ra vườn hái cái gì đấy. Hoặc là em thấy là rau muống ấy ở quê ở
bên cánh đồng hay có rau muống hoặc rau khoai lang ấy. Đầy hoặc rau dền ấy, đây là rau mà, rau dại đầy. Làm gì đến mức mà phải ăn nó là tiếp tục nha, bữa cơm 6K. 6K với tóc mỡ. Ôi ngon thế. 5 người ăn mỡ. Em thấy cái điều vô lý của chị này ấy là kiểu là cho bao nhiêu người ăn ấy, tại vì với cái khẩu phần này chắc một người ăn khác. Hôm nay em lại dẫn mọi người đi chợ mua 5.000 mỡ là làm tóp mỡ riêng nước mắm. Ăn với cơm thì cực kỳ ngon nha mọi người. Không biết trong này có bác nào mà thích ăn tóp mỡ riêng nước mắm với cơm không nhỉ? 5.000 nhiều mỡ này. À, riêng người 5.000 mỡ là em lý giải được nha, vì mỡ nó rẻ thật. Mỡ nó rất rẻ, thế nên là ngày xưa các cụ mình có kiểu là đun cái tóp mỡ lên xong rồi để cái tóp mỡ lại và để cái mỡ để mà xào các thứ đồ ấy. Đấy thì công nhận là mỡ nó vẫn rẻ thật. Thì ngon đấy, vừa được tóp để ăn với cơm mà vừa được mỡ để xào đồ ăn nữa. Có thể tóp mỡ 5.000 thì ok. Bây giờ em sẽ đi về nhà em rửa mỡ và em sẽ thái mỏng ra nha. Mỡ này thì thái mỏng ra, sau đó thì mang đi rán cho nó ra cái mỡ. Để mình lấy cái nước mỡ này mình có xào đồ ăn gì cũng được. Còn cái tóp mỡ thì mình mang đi mình xào riêng nước mắm tỏi. Mọi người thấy ngon chưa? Ăn với cơm thì cực kỳ là ngon luôn. Thêm một bát mắm tôm tính là 1.000. Một bát nước canh hồi trưa vẫn còn. Tổng chi phí ăn của em hôm nay sẽ là 6K. Nhìn vậy thôi chứ tóp mỡ rất nhiều nha mọi người. Từ đầu đến giờ là mình xem ba clip của chị này rồi thì em nghĩ là cái món này là có khả năng là được 6K nhất. Nhưng mà để cho 5 người ăn thì không thể nào luôn ấy. Tại vì ăn tóc mỡ rất là tốn cơm nha mọi người. Nó rất là kiểu cuốn. Ăn 1-2 miếng là đã cuốn lắm rồi. Suất này chắc một người ăn khỏe hoặc là hai người thì kiểu ăn hương ăn hoa. Chứ còn 5 người thì không thể nào ấy. Cái dạ này đúng là cạn lời. Điều phép. Đây này, 5 người năm đứa trẻ con ăn cái tóp mỡ khi mà mình dán lên nó cũng rất là ngon. Nó sẽ ra hết phần mỡ và nó ngon lại chỉ còn một tí phần tóp thôi. Chị cứ làm như là không ai nấu ăn ý. Cái gì cũng cảm thấy rơi hơn bao nhiêu đúng không? Xong rồi là canh thì không nên ăn lại đâu mọi người. Canh ăn lại không tốt cho sức khỏe đâu. Bảo 6.000 đến 5 người ăn lại còn ăn vô tư. Em buồn cười cho con ăn vô tư. Thôi nói chung là chắc là chị này kiểu làm để cho mọi người vui vẻ thôi. Vui vẻ thôi. Nhưng mà để mày có để ý là trong bữa cơm của chị luôn luôn sẽ có măng chua và mắm tôm hoặc là một cái món gì đấy mà rất mặn. Ta giả sử nói là đây là một bữa cơm cuối tháng mà kiểu 1-2 bữa ấy. Đúng rồi, phải sống như vậy. Ý là 1-2 bữa đành phải ăn như vậy thì chứ còn không nào mà cũng ăn mắm tôm xong rồi đúng không? Các thứ thì nó thứ nhất là không biết là cái sự đủ chất thì tao nghĩ là không thể đủ chất được rồi. Và thứ hai là cái câu chuyện lạp xưởng 2.000 một cái thì mình cũng quan ngại về cái chất lượng của nó. Tại vì là những cái lạp xưởng mà mình mua ở bên ngoài mua kiểu 10.000, 15.000 mọi người cũng đã nói suốt là nó không đảm bảo vệ sinh ấy. Đây 2.000 thì không biết là không, cái này là mình nghiêm túc là mình tò mò thật. Là không biết là kiểu có thật sự là có ai bán lạp xưởng 2.000 không ạ? Mấy nay có rất là nhiều tranh cãi về việc cầm 5.000 đi mua thịt nên là hôm nay mình sẽ làm một cái video cầm 5.000 đi mua thịt cho cả lò nhà mình á. Cô bán thịt phản ứng như thế nào nhá? Yes go. 5.000 ai người ta phải bán hả? Chưa đến người ta không bán thịt. Đúng không? Ôi chửi ghét thôi. Nhưng mà đúng, nếu như là em cũng chửi nha. Trời ơi. Thịt bán cho ai muốn? Em 5.000 không bán hả bác? Không, mang 5.000 về. Mang tiền về. Mang 5.000 về. Cái này chắc chắn là mua đầu ngõ nhà mình. Mua đầu ngõ nhà mình cô ấy mới chửi cho như thế này. Cô bán hàng của cô Lan. Đấy 20 người ta còn phải bán được nhỉ. Nếu như mà thực sự là nếu như mà nhu cầu của mình có thể được chi được hơn như thế thì mình nghĩ là không nên đu theo cái trend này quá nhiều. Thật ra là một bữa có thể ăn 5.000 nhưng mọi người mua 10.000 rồi mới chia đôi được mà, đúng không? Thì không ai ta bán thời buổi làm bây giờ mua 5.000 thì không, nhưng mà đầu ngõ nhà mình giống xe giống cô thứ nhất nhá, là kiểu những người xung quanh nhà ta cũng chửi cùng hay lắm. Đầu ngõ nhà mình các cô ở ngoài chợ đoàn kết đấy, mấy ông nhìn lại rồi. Em đi thì chị bác về mua rau cũng không được, rau tặng người nhìn mình mớ. Em mua đúng rồi, rau thì nó mua 10 mớ này này. Xong ăn xong không biết. Bây giờ là chị bán 14.000 một lạng. Mà 5.000 chị này có bán được một tí thôi. Chị này nói chuyện nhẹ nhàng này. Nào cũng được chị. Một tí thôi. Ít vậy nhá. Bây giờ là chị đây là chị cân 5.000. Sao có người mang 5.000 đi mua thịt bò chị ạ? Chị này còn thiệt đấy. Chị này quá hiền, bán thì rẻ. Mấy bà trước bán 150, chị này bán 140. Xin điện chỉ. Đây, 5.000 đây này em này. 5.000 đâu? Chị cho chị cái túi. Tại 5.000 túi. 5.000 xin cái túi lỗ.
Chị cái túi ấy đi. Nhìn thấy được buồn bỏ luôn. Là 5.000 lỗ đấy mọi người ạ. Đấy, chị này còn bán cho là may rồi ấy. Có 5.000 chị đây nhá mọi người nhá. Đấy, bây giờ nó đắt rồi, chú thì thông cảm vậy. Đấy, 5.000 chị dễ tính nha. Chú thông cảm. Ủa, chị bán hàng chị thông cảm nữa chứ lại. Sáng sớm ra đã buồn, chẳng cho 5.000 thịt giải viết đây à? Hả? Này, đây thì thịt này, 5.000 này. Đi ra. Này, cô lấy cái chân giò. Sáng sớm ra quán cháu. Biết. Chắc là người quen nhờ diễn rồi. Bán à? Đi vậy. Bán sáng sớm. Nhưng mà đúng là sáng sớm, có khi là chưa mở hàng hay gì. Ừ, kiểu nếu mà vị khách đầu tiên trong ngày đến mà chỉ mua 5.000 thì thế này thì em bực cáu thật, công nhận. Nghe tạt đầu hơi dưới rồi. Thực ra em nghĩ là cái chị ban đầu ấy chắc là chị cũng chẳng mua 5.000 đâu, chị sẽ mua 12.000. Có thể là chị chia ra thành nhiều bữa, nhưng mà không ai đi mua 5.000 thịt cả, cũng không ai bán 5.000 thịt cả. Chỉ là mình mua 10-20.000 xong rồi về mình sẽ chia ra thêm nhiều bữa thôi. Hoặc là kiểu là lúc chị bảo là mua cho miếng to thôi, lúc sau mình bảo mua thêm ít nhỏ để quay đi thôi mà. Đúng rồi. Nói chung là xem cho vui thôi, biết rồi. Chứ nói thật là mình nghĩ là nếu mà chỉ có 5.000 thì mọi người sẽ chọn là ăn thôi ăn mì tôm hoặc là làm quả trứng thì cho nó dễ. Trứng gà ta còn thì còn tiền cơm nữa. Chị này quên thiếu tính tiền cơm đấy. Mắm muối mì chính rồi dầu rán đủ các thể loại đấy. Em có biết trend nấu bữa cơm 5.000 này xuất phát bắt nguồn từ đâu không? Chị Phương. Với chị Phương làm rất nhiều video nấu một bữa cơm chỉ với 5.000 thôi. 10.000. Dạo gần đây mới có video 5.000, 6.000, chứ trước toàn là 14.000 đến 18.000. Max là 18.000. Chị làm chuỗi series một bữa cơm 10 mấy nghìn. Đúng rồi, chuỗi một chuỗi luôn đấy. Thật ra tao xem bà này trước khi tao xem chị này trước khi mà chị ấy có cái clip 5.000 ấy. Đầu tiên là chị sẽ làm những cái clip mà kiểu là chị nói luôn là dành cho những người nghèo hoặc là sinh viên cuối tháng hoặc là như nào đấy, mà từ 20.000 xong 18.000 xong ngày càng gần dần dần lại thấp đi cái số lượng ấy, lại thấp đi. Thế rồi tao vào đọc comment thì các bạn bảo là bà chị này bà ấy có hai kênh, thì một kênh thì bà ấy rằng nghèo giả khổ kiểu là ăn 5.000 thứ, ăn 5.000 thôi các thứ các thứ, còn một kênh thì bà ăn sang lắm, ăn toàn thịt bò thịt trâu các thứ các thứ thôi, cua gạch ghẹ xong lẩu liếc suốt ngày đấy. Thì đang không biết là cái mục đích tạo ra hai kênh đấy, một là để câu view nhá, hai là bà ấy như kiểu mà cái cách bà ấy giải thích là bà ấy chỉ muốn tái hiện lại cái bữa ăn của người nghèo thôi. Nhưng mà dù có là kiểu người nghèo ấy, thật ra cũng không biết được, mình cũng không biết là thật sự là người nghèo người ta có ăn kiểu như thế này không. Nhưng mà để cho một bữa cơm mà 5 người mà để đủ sức, đủ chất dinh dưỡng và đủ sức khỏe để mà lao động thì mình nghĩ là nó hơi quá ấy, đúng không? Chị thì lý giải là bởi vì là chị muốn tạo cho kiểu nhiều người là họ không biết là nhiều người không có điều kiện ấy, thì để cho những người khác biết là với một mức tiền như này họ cũng có thể ăn uống một cách thoải mái và kiểu đầy đủ chất được, chứ không phải là kiểu ăn uống quá là kham khổ. Thì chị muốn cho mọi người thấy điều đấy. Đó, bởi vì chị cũng từng bảo là nhà chị rất là khó khăn. Thế nên là chị muốn cho mọi người thấy là một bữa cơm 10 mấy nghìn cũng thể có được. Thực ra đấy cũng là một cái ý tốt của chị ý. Thì mọi người cũng nên hoan nghênh. Thế nhưng mà mình nghĩ là với cái việc đu trend trên TikTok xong rồi cầm 5.000 ra hàng thịt mua sáng sớm thì quá nhiều các bạn trẻ làm như thế thì nó sẽ gây ra một sự phiền phức nhất định đối với các cô bán hàng ở ngoài chợ. Bản thân mình và chị Lan cũng là kiểu sinh viên đi lên Hà Nội học ấy, thì cũng chắc cũng đã từng thử làm một bữa cơm sinh viên. Thì một bữa cơm sinh viên nó rất là rẻ. Một bữa bình thường mà bọn mình đặt ở ngoài sẽ tầm 35.000, 40.000 đúng không? Nhưng mà cái một bữa mà nếu mà mình tự mua đồ về nấu thì chắc cũng chỉ khoảng tầm, cũng với mức tiền đấy nhưng mà sẽ ăn được khoảng 2 người. Đấy là theo trí nhớ của em là như thế, tại vì lâu lắm rồi em không nấu cơm. Còn kiểu căn bản ấy là bình thường một lần đi siêu thị hay đi chợ thì chị sẽ tiêu khá nhiều tiền đúng. Nhưng mà là nó sẽ chia đều cho nhiều bữa ấy. Và cái suất ăn của cái chị ban đầu ấy thì mình nghĩ là chắc là chỉ dành cho một người ăn thôi. Không thể phủ nhận là chị nấu nhìn rất ngon nha. Nhưng mà để gọi là kiểu đảm bảo dinh dưỡng hay là gọi là ăn dư giả cho 5-6 người thì đương nhiên là không thể ấy. Với chỉ 5-6 nghìn thì nếu mà cuối tháng thì các bạn sinh viên có thể cân nhắc. Nó cũng là một sự lựa chọn nhưng mà nó hơi ối về cái số lượng người ăn. Em nghĩ là kiểu không biết là có phải chị muốn câu view không, nhưng mà kiểu em thấy từ đầu đến cuối thì chị chỉ quay cảnh mà chị nấu thôi. Chị không quay là bao nhiêu người ăn nha, nên là chắc cái phần mà dành cho bao nhiêu người ăn là dụng ý của chủ clip, là để cho mọi người vào gây tranh cãi. Thì mà càng gây tranh cãi, những cái clip mà càng gây tranh cãi thì càng có nhiều view đúng không? Đấy. Còn cái về gọi là gì nhỉ? Tính áp dụng à? Thì không thể. Khó lắm. Tức là cũng có nhiều TikToker nhá, các bạn ấy cũng làm theo kiểu là nếu một bữa ăn tiết kiệm là cho sinh viên. Nhưng mà thường thì ít nhất cũng phải được 15-20 nghìn ấy, là mình đã thấy rất là tiết kiệm rồi so với bên ăn ngoài. Và nếu mà mọi người có thể là tham khảo thì nên là mua một lần mua nhiều ấy, xong rồi mình tách từng bữa mình để vào trong tủ lạnh thì kiểu nó cũng
không gây ức chế cho người bán hàng ấy. Đúng, không biết cái này có được gọi là trend không, nhưng mà em mong là nó sẽ sớm kết thúc. Tại vì thấy cảnh kiểu các bạn cầm 5.000 để kiểm chứng xong, các cô ví dụ ai mà mới buổi sáng nhá, mà chưa mở được hàng ấy thì sẽ rất là bực mình thật sự luôn. Đốt vía ấy. Thật ra thì người ta ăn cái gì thì bọn mình cũng không thể can thiệp được ấy. Nhưng mà ý là khi mà chị quay video như thế với cái mục đích là để câu view thì mình thì tất cả bọn mình ở đây đều hoàn toàn không đồng tình. Tức là không phải không đồng tình với việc là bà chị ăn 5.000, bọn mình không đồng tình với cái việc là chị cố tình làm như vậy để gây ra tranh cãi ấy. Vấn đề là khi mà chị lên video đấy thì rất là nhiều người gây ra nhiều tranh cãi nhá. Xong người ta còn thử đi mua thịt 5.000 rồi các thứ ấy. Thì nói chung là mình thấy không thích cái kiểu content như thế này cho lắm. Nếu mà chị thật sự là chị ăn cơm 5.000 và chị chia sẻ là chị ăn cơm 5.000 như thế nào thì bọn mình sẽ tò mò để vào xem. Nhưng đằng này như Thảo nói là một kênh 5.000, một kênh Toán Ăn Sang thì mình không thích cái kiểu làm thế. Đúng rồi. Mà tự nhiên nó lại thành ra một cái trend, mà cái trend này mình thấy nó không hay ho gì ấy. Đúng. Bởi vì là tự nhiên các bạn lại ra chợ xong rồi ai ai cũng cầm 5.000 ra mua thịt thì khổ thân các cô bán thịt. Không, mình nghĩ thế thôi, nhưng mà thật sự là nếu mà nhà các bạn có chợ như nhà mình, các bạn sẽ biết là đấy thật sự là sẽ bị chửi thật đấy. Ừ. Các cô bán hàng rất ghét cái đấy luôn ý, đặc biệt là cô bán thịt lợn. Sợ lắm, nên là đừng đu trend như thế nhá. Đừng. Rồi, tổng kết lại thì về cái trào lưu cơm 5.000, 8.000, 10.000 thì cá nhân mình cảm thấy là hoàn toàn có thể nấu được một bữa cơm với mức giá như vậy. Quan trọng là chúng ta ăn gì. À, được, người ta cho mày như vui đâu nhỉ nhá. Ăn gì? Một quả trứng hay là một cái đậu rán hay là một mớ rau thôi, chứ còn để mà nói là 5.000 cho một bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, thịt rồi là rau rồi là cơm thì nó rất là khó ở cái thời buổi lạm phát hiện nay. Được 5.000 có thể được. Anh nấu được. Đây nhá, nhà anh nhá. Đi xin. Không, nhà anh nuôi gà, anh ra nhặt quả trứng này. Cá coi. Cá coi trời mưa. Trời mưa nhặt vào ăn. Cá coi, nhắc tới đàn cá coi buồn. Đàn cá coi nhà anh lúc đầu 10 con, bây giờ còn 3 con. Đấy. 3, 4, 4 con. Thì là anh đã được ăn 7 con rồi. Bữa cơm không đồng. Nếu mà anh chỉ có 5.000 thì anh làm gói mì tôm cho nó chắc bụng. Lại còn được 2 gói nhá. 2 gói cho nó chắc bụng. Ăn chắc bụng. Thích ăn thì nhà còn tí cơm nguội đổ vào hút chụp chụp nhá. Có ngon hơn đi. Hay là thôi bây giờ làm bắt mì trứng ăn mấy lần. mì trứng à? Mì trứng. Mì tôm mua mì rẻ thôi, mì cả chuồng thôi, 2.000 đấy thì cũng được 5.000 đấy. Một quả trứng rẻ thôi. Một quả trứng với cả một cái gói mì ấy là được ăn được rồi. Ăn được bữa cơm đầy chủ đất dinh dưỡng 5 người sống sống nhân vô tư thì hình như là khó. Còn lạp xưởng 5.000 thì 2.000. 2.000 thì mình thôi chắc là ăn được đâu. Thôi được ăn rồi mang về người. Rồi, và đó là một vài cảm nghĩ của mình. Còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ sao về trào lưu này? Hãy để lại comment bên dưới cho chúng mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo. Bye bye.